Hello, xin chào tất cả quý vị nha và các chú các bác. Hôm nay em xuống cửa hàng mà mọi ngày là em chuyên lấy gốm ở cái cửa hàng này. Hôm nay em sẽ bỏ thời gian một chút thời gian ra, em quay toàn bộ lại cái cửa hàng để cho các bác được xem là biết là em lấy hàng ở cái cửa hàng nào. Và mọi khi là em chuyên lấy hàng ở cái cửa hàng này nhé mọi người nhé. Đây là cửa hàng này rất là to luôn. Đây là nó đang ở dưới tầng 1 mọi người ạ. Đấy nhá, em quay sơ qua cho mọi người xem. Tất cả từ tranh cổ, bình cổ, tất nói chung là cái cửa hàng này đồ cổ này rất là to luôn. Em đi từ nhà em xuống đi mất mấy tiếng đồng hồ em mới xuống đến nơi. Đấy, nên là em xuống này em sẽ quay sơ qua cho mọi người. Em cũng không thể cái cửa hàng này được, rất là to. Em không thể quay kỹ được. Nên là mọi người thông cảm cho em. Ở đây nhìn này mọi người này, hồ lô. Hồ lô toàn bộ là bằng những cái quả bầu, quả bí thật nhá mọi người nhá, chứ không phải là đồ nhựa nhá. Đây. Đây, em quay cho các bác đây, các bác nhìn này. Cái cửa hàng này to chưa? Đây là nhân viên nhá mọi người nhá. Như ở đây là cửa hàng này là toàn bộ là có giấy tờ đầy đủ hết. Mặt hàng nào cũng thế. Đây, cái chỗ này là cái chỗ cái bàn, ví dụ mà khách hàng nào mà vào đây mà mua hàng thì đầu tiên thì vào ngồi những cái bộ bàn ghế này. Xong rồi nhân viên nó sẽ mang nước chè hoặc là cà phê ra cho mọi người uống. Đây ví dụ như cái này bằng đồng 25 man. Tính ra tiền Việt Nam nó khoảng nó độ khoảng 50 triệu mọi người nhá. Đấy. Đấy. Em sẽ quay cho mọi người xem sơ qua. Một chút xong em sẽ lên tầng 2 em quay cho mọi người. Đây mọi người nhá, đây này. Đấy, bây giờ em sẽ đi sang ở cái phía bên này. Ừ, đây tranh cổ đây mọi người. Đấy, đây này, em quay cho các bác xem tranh cổ. Đấy, cái này 198 man 400 triệu nhá mọi người nhá. Cái trên kia thì là 95 man là 200 triệu. Đây, cái này nữa. Toàn bộ đây là những cái đồ cổ. Đấy, đồng hồ trước này mọi người. Đấy, em xin phép là em sang này em quay sơ qua bên này cho các bác xem. Đấy, đây là bình này. Bình gốm này mọi người này. Đây nhá. Đây, toàn bộ đây. Đây, em quay cho các bác biết là cái cửa hàng nó to, nó rộng như nào. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là đông khách hàng đến mua đi và bán lại. Đây là, đây cái chỗ này là khu này là đồng nhé mọi người nhé. Toàn bộ là những cái đồng ngày xưa nhé mọi người nhé. Không phải là đồng mới, gần như không có sản phẩm mới ở cái cửa hàng này. Đấy. Bây giờ em xin phép em đi sâu vào bên trong này một chút cho mọi người xem. Nên là các anh chị và các cô, các chú mà có mua hàng của em từ ngày trước ấy, thì là cứ yên tâm là hàng của em là chỉ có thật, chỉ có hàng Nhật, chứ không bao giờ có chuyện gọi là hàng của nước nào, tàu hay là nước gì. Đây như này, cái quả hồ lô này. Quả hồ lô này là nó còn vẽ luôn này mọi người này. Đấy mọi người thấy chưa? Rất là to luôn nhá, không phải là bé đâu. Đấy, chanh này. Đây bên này là đồ gỗ nha mọi người nhá. Đấy, bên này là toàn bộ là đồ gỗ. Đây, bên em quay cho các bác xem này. Đấy, đây là đồ đồng. Đấy, ví dụ như một cái bình hoa này bằng đồng đây mọi người. Đây, đắp dòng nổi hết lên luôn bằng dòng nhá, bằng đồng nhá mọi người nhá. Đấy, đây cũng là bằng đồng luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây là những cái thuyền đây, thuyền bằng đồng thuận buồm xuôi gió. Đấy, các bác nào có muốn mua thì cứ liên hệ với em đây. Như cái này các bác à, 6 man hơn chục triệu. Đây, cái này cũng thế. Cái này nó rơi vào khoảng tầm 12 13 triệu mọi người nhá. Đây, đây này. Đồng khá là nhiều luôn các bác. À,
Em xin phép là em cứ quay xa xa để cho các bác chiêm ngưỡng cái không gian của cái cửa hàng gốm này. Thì khi nào mà có thời gian thì em sẽ quay cận cảnh từng món một cho các bác xem, nhưng mà nó rất mất thời gian. Đây là tranh cổ rất là nhiều luôn các bác. Tranh cổ các bác thấy chưa? Đây bên trong này là có một cái xe phú quý đây. Đấy. Đây là một cái xe phú quý, đây là tranh bên trong đây mọi người. Đây. Đây là tranh cổ. Đây mọi người thấy không? Căn phòng họ trưng bày rất lịch sự nha mọi người nhé, chứ không như những cái cửa hàng đồ cũ đâu. Em mua hàng là vào cửa hàng toàn những cái cửa hàng có tên có tuổi đàng hoàng, em mua để về cho các bác sưu tầm, chứ mua những cái hàng mà mất công các bác anh chị mà đã sưu tầm rồi mà xong về nó lại phải hàng giả nha, với hàng vớ vẩn. Thực ra là em không bao giờ em làm được cái chuyện đấy. Đây như thế này, bằng đồng mọi người. Cái này nó cao khoảng độ tầm 1m2 nhá mọi người nhá, bằng đồng nhá. À. Đấy, cái này 70 triệu, hơn 70 triệu. Bằng đồng nhá mọi người nhá. Đấy, cao khoảng 1m2. Cái này về Việt Nam thì chắc là rất là khó luôn mọi người ạ. Đấy, em xin phép em quay ngược lại bên này chút. Đây là tranh nữa này, quá nhiều tranh luôn, đầy xếp toàn bộ tranh đây mọi người nhé. Đấy, đây em quay xa một chút. Đấy, mọi người, toàn bộ đây là những cái bình hoa đồ gốm là lục bình nước là em cũng lấy ở đây mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy nhiều chưa? Đấy, xa chưa, từ bây giờ tít mãi là chưa. Em quay lại ở bên này, không em vào bên này em cho các bác xem nữa. Đấy, đây trong này đây các bác nhá. Đây mọi người nhá, em quay sâu ở bên trong kia nữa. Đấy, bên trong kia rất là nhiều luôn. Ở đây nhiều chưa? Em quay sơ qua, bây giờ em xin phép là em đi lên trên tầng nhé mọi người nhá. Đây cầu thang này nhá, đi lên trên tầng, em xem có cái gì hay hay em sẽ quay cho các bác. Em thấy có cái này tí nữa em phải quay lại em xem nó. Ấy, em đang lên trên tầng đây các bác ơi. Đây. Trên tầng đây có những cái thuyền kính này, thuyền kính thuận buồm xuôi gió đây. 4 triệu cái này nhé mọi người nhé. Sản xuất từ năm 1988 mọi người nhé. Cái gì Showa Indo này em không biết luôn. Đây cũng thuyền kính. Đây, và cái này bằng đồng nhé mọi người nhé. Em xin phép em vào cái trong cái căn phòng này. Căn phòng đây toàn tranh. Đây là những cái tranh tường nhé mọi người nhé. Tranh tường rất là đẹp luôn. Đây mọi người xem có những cái bức tranh này. Đấy. Tranh đẹp không mọi người? Này khoảng 10 triệu cái bức tranh này nhé mọi người nhé. Đó là giá ở bên này nhé. Còn chưa có tiền gửi, chưa có phí gửi, chưa có tiền công của em. Vào những cửa hàng này thì mê lắm mọi người ạ. Đây mọi người xem bên trong có cái đỉnh bằng đồng này. Đỉnh cổ bằng đồng này, mọi người nhìn thấy phê chưa? Cái đỉnh cổ này cũng khá là đắt tiền đấy mọi người ạ. Đấy, 45 man thì cứ tính sơ qua là khoảng tầm 100 triệu rồi.
Nhưng mà cái đấy, những cái đấy thì Việt Nam khẳng định với mọi người Việt Nam không bao giờ có luôn. À, đây như cái này 17 man đây mọi người, 34 35 triệu rồi. Bây giờ như tính bây giờ 35 triệu rồi. Đấy, rất là to luôn. Em ra em quay ngoài này cho các bác xem. À, đây. Ngoài này đây. Đấy, mọi người thấy rộng không? Có trong kia mọi người nhìn thấy từ xa thì có cái đôi lục bình này kia chưa mọi người? Em sẽ quay cho mọi người xem cái đôi lục bình đấy nhé. Đây, hai cái đĩa lần trước em, à đây có cái bức tranh con hổ này đẹp nữa mọi người. Đấy, ai tuổi hổ này, Bính Dần này. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Bức tranh cổ nhá mọi người nhá, không phải làm mới đâu nhá. Mọi người thấy họa tiết họ vẽ đẹp chưa? Ừ. Anh chị nào mà có muốn mua gì cứ alo cho em Toàn. Hàng thuận chuẩn Nhật 100%, không có hàng vớ vẩn. Đây hai cái đĩa lần trước em làm video rồi đây mọi người. Tiền nào của đấy mọi người nhá. Rồi cứ yên tâm là em Toàn sẽ mua cho mọi người toàn những cái đồ thật. À, đây là một cái đỉnh trầm bằng đồng nữa. Trong này là có những cái bình cổ. Em cho các bác xem đôi bình này. Đôi bình này là đôi bình cổ của Trung Quốc. Đấy. Đôi bình này là khá là to luôn. Cái bụng của cái bình này nó phải rơi vào khoảng tầm gần 200, đường kính khoảng gần 200. Chiều cao nó là 56 hay sao, 56 hoặc 70 rồi đấy. Cái đôi bình này đây mọi người, nó 230 man nhé mọi người nhé. Đấy, 230 man một cái bình này là nó tính ra là nó 230 man là 200 man là 400 triệu, nó vào 500 triệu rồi mọi người. 500 triệu đôi bình này rồi. Đấy, nhưng mà nó là bình cổ ngày xưa, quá là chất luôn. Đôi bình này chắc ở Việt Nam mình không có đâu mọi người. Với những cái đôi bình như này thì khó kiếm. Đây bên trong này là những cái đĩa, toàn bộ là những cái đĩa nhé mọi người nhé. Đấy, cái đĩa to nhất có giá 68 man đấy mọi người. Còn đây, đây là quả cầu. Quả cầu này là nó bằng đá nhé, chứ không phải là quả cầu bằng giấy hay bằng ấy nhé. Nó bằng đá mọi người nhé. Khảm nước đầy đủ này, khảm chai này mọi người này, Thái Lan này. Đấy. Em quay qua, em đi ra ngoài, em đứng trên tầng 2 em quay cho các bác xem. Đây, em đang ở trên tầng 2 đây mọi người. À, những cái bức tranh cổ ở cửa hàng này rất là nhiều tranh luôn mọi người. Đấy, bên trong kia là những cái tranh thư pháp viết ngày xưa, đồng hồ. Đây là em đang đứng ở tầng 2 đây, em quay xuống cho các bác xem đây. Đấy, các bác thấy chưa? Về chưa? Nó vẫn còn nữa nhá. Em xin phép là em đi xuống để em quay thêm một chút nữa. Xong video nó cũng hơi dài rồi. Là em cũng chuẩn bị để em quay sơ qua để em kết thúc video. Đây các bác. Đấy. Bên trong này. Em quay đứng đây em quay thôi. Đây bên bình hoa các em cũng ở trong này cũng có cả bình hoa, đồ gốm, đồ cổ. À, em vào em quay cho các bác xem một đôi rồng. Đây mọi người, một đôi rồng này 12 man mọi người. Quá là lắm tiền. Bao giờ mà xem mà có bác nào mà đại gia các bác
liên hệ với em thu mua tất cái cửa hàng này về luôn. Em xuống em lấy hộ các bác về, đóng cả một container về cho các bác luôn. Đấy, em quay ra ngoài này nữa. Đấy, quá là rộng luôn. Đây này, những cái đỉnh trầm nhỏ. Đây, toàn bộ là những cái đỉnh trầm nhỏ đây mọi người. Đây, em ra đây nó còn một cái gian hàng này nữa cơ. Ra đây là nó cũng cuối rồi mọi người. Đây nha mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn chưa? Ở bên trong kia là có cái trầm Satsuma cổ đấy, nó vẫn đang nằm ở trong tủ kính đấy mọi người nhá, chứ không phải là nó ở bên ngoài đâu nhá. Đây, em quay ngang sang bên này một tí nữa. Đây. Đấy, bên trong này nữa. Đây nữa. Đây là những cái hộp này là mọi người ạ. Hộp này toàn bộ là những cái tranh cổ nhá. Tranh ngày xưa. Trong bên trong kia là những cái kiếm. Đây em, những cái bình hoa, nói chung là liên quan đến đồ cổ. À, em sư em ra ngoài này em quay sư qua lại cho các bác xem. Đây mọi người nha, thấy chưa? À, quầy thanh toán nhân viên đây. À, thôi mọi người ơi, em video nó cũng dài quá rồi, 16 phút, 17 phút rồi. Em xin phép em kết thúc video ở đây thôi mọi người ơi. Mọi người mà xem video của em mà thấy ý nghĩa, thấy hay thì mọi người cho em một like. Và mọi người cần mua cái gì về đồ gốm, đồ cổ ở bên Nhật này thì mọi người cứ liên hệ với em. Em sẽ mua giúp cho mọi người. Tiền nào của đấy, hàng của em thì chuẩn 100% luôn. Ở đây những cái bức tranh con hổ này quá là phê luôn phải không mọi người? Đây này. Em là cũng chưa tìm hiểu về những cái dòng tranh cổ này. Em đang muốn có một chút thời gian em tìm hiểu. Em sẽ tìm hiểu về thêm một chút về tranh cổ này. Xong em có gì thì em sẽ làm việc với mọi người, em lại bán thêm một chút tranh cổ nữa. Hiện tại thì em không biết về tranh cổ nên là em không dám lấy. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhá. Một lần nữa cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em. Chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và sưu tầm được thật nhiều những đồ mình ưng ý. Thôi em xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.